ชาวนาฉันหิวแล้วเรามากินแอปเปิ้ลและกล้วยกันเถอะฉันชอบกินกินกินแอปเปิ้ลและกล้วยกล้วยกล้วยตัวฉันชอบกินกินกินแอปเปิ้ลและกล้วยกล้วยกล้วยตัวฉันชอบกินกินกินแอปเปิ้ลและกล้วยกล้วยกล้วยมาร้องกันอีกครั้งให้ทุกคำออกเสียงเอให้ทุกคำออกเสียงอี้ตีชีชีกีกีกีอีเปลีกลีกลีกลีตีชีชีกีกีกีอีเปลีกลีกลีกลีตีชีชีกีกีกีอีเปลีกลีกลีกลีตีชีชีกีกีกีอีเปลีกลีกลีกลีร้องอีกครั้งให้ทุกคำออกเสียงเป็นไอไต่ใช่ใช่ไก่ไก่ไก่ไอเป็นไรไกลไกลไกลไต่ใช่ใช่ไก่ไก่ไก่ไอเป็นไรไกลไกลไกลไต่ใช่ใช่ไก่ไก่ไก่ไอเป็นไรไกลไกลไกลไต่ใช่ใช่ไก่ไก่ไก่ไอเป็นไรไกลไกลไกลมาสนุกกันต่อเลยเปลี่ยนทุกคำเป็นโอโตโชโชโกโกโกโอเปลาเปลาโกโกโตโชโชโกโกโกโอเปลาเปลาโกโกโตโชโชโกโกโกโอเปลาเปลาโกโกโตโชโชโกโกโกโอเปลาเปลาโกโกมาเปลี่ยนทุกคำให้เป็นอูกันตูชูชูกูกูกูอุปลูกลูกลูกลูตูชูชูกูกูกูอุปลูกลูกลูกลูตูชูชูกูกูกูอุปลูกลูกลูกลูตูชูชูกูกูกูอุปลูกลูกลูกลูฉันลืมไปแล้วว่าเสียงจริงเป็นยังไงเรามาร้องในแบบที่ถูกต้องกันเถอะตัวฉันชอบกินกินกินแอปเปิ้ลและก็กล้วยกล้วยตัวฉันชอบกินกินกินแอปเปิ้ลและก็กล้วยกล้วยตัวฉันชอบกินกินกินแอปเปิ้ลและก็กล้วยกล้วยตัวฉันชอบกินA E I O U ทั้งหมดนี้คือสระMột buổi sáng thật đáng yêu, hãy đánh thức bọn trẻ dậy. Đã đến lúc đến trường thôi. Yeah. Trời sáng hãy thức dậy đi. Cô lên
mẹ ơi, bố ơi. Hãy nhanh ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khói đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con cô đơn đã bây giờ làm sao. Hãy nhanh ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khói đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con cô đơn đã bây giờ làm sao. Bữa sáng đã sẵn sàng, cốc nè, có thể chọn thức ăn, ngủ thật là ấm, con muốn ngủ quá, con muốn được ngủ ở trên giường. Chào các bạn nhỏ, bạn có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không? Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Thật tội nghiệp Humpty Dumpty, tôi hy vọng anh ấy sẽ mau khỏe lại. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Nhìn kìa, đó là một con nhện đáng sợ. Nhện XTBCD lên trên vòi nước kia, và cơn mưa đến cuốn trôi nhện ta ra ngoài. Mặt trời soi sáng hong cô một cơn mưa rào, và nhìn XTBC tiếp tục lại leo lên vòi. Oh, con nhận thật là vui. Nhìn XTBC đi lên trên vòi nước kia, và cơn mưa đến cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi sáng hong cô một cơn mưa rào, và nhìn XTBC tiếp tục lại leo lên vòi. Con nhện không bao giờ bỏ cuộc, đúng không các bạn? Nhện XTBC đi lên trên vòi nước kia, và cơn mưa đến cuốn trôi nhện ta ra ngoài. Mặt trời soi sáng hong khô mỗi cơn mưa rào, và nhện XTBC tiếp tục lại leo lên vòi.
nhưng trông nó có vẻ đáng sợ. Hai cùng lai chẳng thế đâu, thư nào còn nhé, sẽ thư ngay đây. Mình tàn lai này ồ đùng đây, vâng đúng rồi, vâng đúng rồi. Đây chiếc xe đạp nhỏ xinh xinh, hãy đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao hay ở thung lũng dưới kia, vượt bao tuyết và mưa, hay lái chậm với nhanh. Đôi non đi này vẫn được thôi, hay đạp nữa đi mình đang lái à ồ đùng đây, vâng đúng rồi, vâng đúng rồi. Đây chiếc xe đạp nhỏ xinh xinh, hãy đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao hay ở thung lũng dưới kia, vượt bao tuyết và xin, hãy đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao hay ở thung lũng dưới kia, vượt bao tuyết và mưa, hay lái chậm với nhanh. Thật vui phải không nào? Hãy để tất cả chúng ta lái xe một lần nữa với các Famis. Thật là một ngày đẹp, và tất cả các nông dân đi ra ngoài. Chỉ một con bướm xinh mở cánh của mình, đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Nhìn bông hoa rực nở khu vườn kia với sắc hương nồng say, và những nông dân ra ngoài hôm nay để chơi với một đám vịt kia đi bơi cùng nhau, đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Nhìn con ong say sưa cùng mặt hoa với tất cả niềm vui, và những nông dân ra ngoài hôm nay để chơi với
các bé trong trang trại đang nhảy. Nằm bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Bồn bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Và bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Hai bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Một bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, làm bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác